Ủa đó. Kẻ đằng trước hai ba con đuổi trước nữa kìa. Đi. Hết. Nó động nó vậy nó chưa nhảy nữa. Vô vô tắt. Sữa đuổi đây quá trời nè. Tiếp. Chăm, hai con. Nướng đi ơi. Nhanh lên đi. Cháu lấy con liền. Đó, nó lặn cái con rồi kìa. Chứ cái liền. Chó đuổi đi á. Chớp. Dính con liền ơi. Bàn. Nó lòn đâu dưới cỏ. Con ơi. Ồ, con nó mập. Còn nữa. Thu bao, để bao kìa. Nhanh lên người ta chờ nữa. Đi lặn con nữa luôn. Nó mới thông nó quả ơi. Dậm lên. Dậm lên cho bên đây ta chụp. Hồi nãy không lấy, chịu lấy đạn thùng. Nẻ nó. Từ nẻ nó. Bò nẻ nó được hết rồi. Dĩnh. Mày chơi. Trời ơi. Thời nữa. Lặn nữa. Chạy năng cho đây. Cho đang bèo đi. Chạy năng. Rồi, bò hai năng tức bánh nhá. Bò đại biển. Tức là ê bự lên trước mặt sữa này. đi qua đó đi qua chỗ quẹt lên này lên lại rồi kêu sữa ngay đó đạp xuống rồi đi ơi đi trước quẹt á đi đó cắn rồi đó đi qua đi đó. Đó cắn. Đi rồi đi liền. Tháo. Nó lặn nữa đó. Tới đây nè đậm ơi. Bự chụp được không à. Chính không? Dính chụp. Vụt. Quang bay chụp luôn. Chụp dính rồi hồi nãy. Chụp dính rồi đưa đuôi lên chào bá rồi. Chuột này cũng hết hồn rồi. Nó hết biết lặn đâu rồi. Rồi một đống này mấy con luôn trời ơi. Lặn mất hết đó nha. Đó cũng được. Được rồi. Sợ chưa? Chụp chuột hồi nãy dính rồi mà nó buông ra. Đi đâu mày? Đi cục này nữa. Nè, dạch cục này đi nữa. Tao quả tôm muốn chấm đúng không? Ký chăm lại ấy. Mày như cũng mua như quan liệu bay xuống chụp luôn.
Canh tròn bên ba nó ơi. Mày lỗ hình như chưa có con nào đâu. Bắt ếch xuống lưới. Được hết rồi. Mít rồi, chuột mít. Ghé ghé chó với gì kìa. Ba này tôi mua có ba này, nước quá. Chó với gì kìa. Chưa, ô coi ớt. Ớt chà bá luôn. Ớt chà bá luôn. Đi rồi đó, đi hú rồi. Hàng rồi. Hàng. Liền à, không ít rồi hàng này à, coi kỹ rồi. Nhầm khi nó ở bả. Đưa len lại cú ơi. Sao bèn. Coi trời có. Nhầm khi một hang nó nhiều rồi. Coi nước hang nó xuống rồi mình tắt nước nó. Còn hang lên đào luôn à. Coi hang đi đâu. Một hang đâu, ít đâu, nãy giờ mình đuổi nó dồn vô đây hết đó. Thấy rồi phải không? Đó. Ê, cho chụp đàng hoàng. Từ từ. Cho chụp nó đàng hoàng. Hai ba con liền ơi, chụp coi cẩn thận nó gan lượt mà. Đây nè. Coi chừng nặng thúng, cầm nặng thúng lên. Thảy lên. Nó phóng ra là phóng hai ba con luôn, chụp không kịp nha. Sao vậy? Thấy sao nó ra? Là không ít đâu, con này. Coi hang ít. Không ít đâu. Hang đi nữa hả? Sao nó phóng muốn phóng vậy? Dính rồi. Đào đi, đào mạnh như vậy. Ừ. Thấy nó phóng ra rồi mà hang nó vô sâu nữa. Để bùi rồi hả? Dính nè. Chụp để bao luôn liên ơi. Bẻ găng để bao liên. Đập nhẹ đi. Để vô đại đi. Dính một con. Còn nữa không? Ra hết hả? Trời ơi, đứa con trời. Đây, 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 tiếp theo. Ê, cho bắt mùi nữa kìa. Sửa. Rồi trời chuyển mưa nữa cả nhà. Mình vính chưa xong nó thấy trời chuyển mưa nữa, lúc này lúc bão nữa. Trời chuyển mưa rồi má ơi. Đây đây.
dính đó hả? Bự không? Ây dù, chuột đực cả nhà. Sao? Sao lại bỏ đi? Gớt gớt mắt hết gói thuốc rồi. Kè chuột ơi. Cái thua ơi. Rồi giờ mưa tới cả nhà ơi. Nếu mà mưa lớn quá thì cần ngưng quay cái nhà ha. Đây, mưa thì ướt hết. Nó đâu đây á? Chỗ sữa. Hàng đúng không? Ừ, đâu đó đó. Nó lại đèn. Đâu đây nè. Hàng luôn rồi. Hàng đâu đó. Đi, đi. Cái sách bao không muốn, mà không muốn nổi cả nhà ơi. Sáu bắp chuối. Quất sáu cái bắp chuối luôn. Múc múc đằng trước, đằng trước. Đằng trước. Đi đó, đi đó nha. Rồi chỗ trống trống này lặn coi được nha. Dính. Một con nữa cả nhà. Cắn luôn. Cắn hả? Đục trong nước nó dám cắn nữa hả? Bóp đầu. Cắn áo hả? Tài. Bị cắn rồi. Rồi. Chưa mò được cái đầu hả? Bóp cái đầu nó cho mạnh. Cắn dính luôn cả nhà. Chuột cắn hỏi đứt không? Cắn dính luôn. Ôi dồi. Dính thịt sức rồi. Gà máu rồi cả nhà. Rồi bỏ vô luôn đi. Đừng đập nó. Đừng. Chết luôn rồi. Rồi đứt rồi. Đứt rồi. Đọt chuối đi. Nhức lắm không? Đó. Đắp vô, nhai đắp vô. Gà máu. Họ ở buồn giờ ẻo này quá trời nữa. Ôi, lính mình bị chuột táp người à. Thằng chụp hay nó bị táp à. Rồi, nói chung là mưa có chút xíu cũng hết mưa. Cảm ơn ông trời. Để chị Cường quay tiếp. Lắng hả? Ồ, mới phát hiện sữa mới có bươi chút rồi nó ra cái nha.
lặn rồi đó bạn ơi. Mới lặn xuống đó, coi nó lên bên cổ út á, chỗ này trống mà bắt được mà. Hết rồi, ra luôn rồi đó, hang này hết. Hang này hết rồi. Nạn thun đâu lia? Ờ thấy. Thôi đi tiếp đi. Bỏ đi, lặn mất rồi. Sữa nó sặc rồi. Sữa nó mới bươi liền ra liền trời. Nó căng vậy chưa? Nhất vậy đó tới ăn thịt nó hết. Biết con nào giờ nãy con làm dấu không? Con đực á. Hết sung rồi, bị chuột cắn cái hết sung rồi. Coi rồi. Đó 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 đó, hang rồi. Quay quay. Dính rồi kìa. Chuột cắn. Dính con rồi đó. Ha. Ừ. Đứt đầu luôn. Đứt đầu luôn. Lặn con nữa. Đó hả? Bảy chứ. Công lá hả? Rồi bỏ đi, nhỏ. Đi 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 tiếp. Từ từ xin vui. À, phát hiện nghe đâu hang chuột cúng nung cả nhà. Cúng nhung hả? Bự không? Bích đụng hả? Bích đụng cái gì? Ê mà, bích đụng đó con nhóc luôn rồi đó. Ở dưới nước ít người lắm nha. Nè, nó lặn lên cái gì á. Con hả? Dính hả? Dính con hả? Đâu? Ồ, vậy mà nói dính nữa. Ồ. Chơi cho vui. Đang móc nó lù ra. Bắn con cá rô phi á. Ê, đi quay 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 đi. Dính. Ôi dù bự, bự lắm. Ôi dù người ta la rồi, không lo chuẩn bị đâu. Coi bên cậu út á. Không mà muốn không. Chắc không có đâu. Cậu út dính đậm chắc từ đây tới về luôn, chắc không có đâu. Bự. Lặn là mất, lặn mất chờ. Mới tia đây. Để thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Quan liệu thấy rồi. Lặn nữa rồi. Xuống dưới con, xuống dưới chút xíu. Nhanh lên. Coi cái hang nó sâu hơn đấy. Rồi xong phim, nó kiếm hang nó nãy giờ. Ê, 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 con kìa con. Kìa. Đó, mới lặn kìa. Trước mặt á, chỗ cây dừa. Máu chưa, lặn rồi. Thì con nữa đó, từ đây lặn qua chỗ cũ, tới cũ quá, xuống dưới chút xíu đi. Quan liệu xuống dưới á. Cắn ở đây nữa nè, sữa cắn. À, đây, đây. Lên. Cắn, cắn. Kẹt, kẹt, kẹt. Kẹt quá, quá, quá. Qua đi nghe, đi vô bụi chuối nghe.
con này nhỏ xíu à, con này nhỏ à, còn con lặn nó bự, con lặn kia bự lắm. Ừ, chưa có lên. Không, nó lặn lại. Thôi đi quay. Lặn khó ăn quá. Đâu phải. Táo nó bươi. Lặn là mất không? Thôi là chụp ở trên. Đi. Mình đi coi cái hang chuột cống này, xử lý chuột cống này luôn. Đâu? Lên là nó vô hang nữa quá. Lên sợ nó vô hang nữa đó. Vô hang hả? Ủa, đậm nãy giờ. Ồ, vậy là nãy giờ nó lên cái hang này nè. Thấy hang không? Hết nhất chưa? Hang là hang luôn rồi. Coi chừng á, coi chừng nhảy ra không? Cho bây, dính hả? Coi chừng con đó. Phải con đó. Đúng rồi, con đó. Bự cho bá đó. Cá hả? Cá. Rồi đi xử lý cái hang chuột cống. Giờ quan liệu xử lý hang chuột cống. Ê coi ngách coi gì chưa? À lứa mày nó, con lứa đó. Con lứa mới chạy đẹp lên. Luôn. Lứa nhỏ à. Gì? Chắc này bỏ nhỏ rồi. Bây giờ nhiều quá rồi. Nó vô tới đâu? Coi dưới ơi. Phải chuột cống không à? Hả? Đúng, ba người là họ mà này cháu. Ờ. Cái này có con nè, hang này có con nè. Không biết tới đâu qua. Ủa ai xuống dưới coi người coi. Ba chân té con chị mẹ đó. Người đó đi chỗ này. Đi à. Hai hang nữa. Dù hang nhiều quá. Dù cống không phải. Giờ hang chuột cũng nung hồi nãy không có cả nhà. Rồi bỏ. Nó đi ra ăn mất tiêu rồi. Đi tiếp. Vườn của mình nha cả nhà. Vườn của mình. Ăn vườn của mình. Nhiều lắm rồi đó. Chuột thì nhiều lắm rồi đó. Đường ba anh đó. Ừ. Chuột thì nhiều lắm rồi đó. Đi. Không có ở đường ăn cái này đi. Mua qua đây bắt một cái nó ở đây. Đi đường trước đi. Đi đường kia vòng xa lắm á. Vô. Nãy giờ chuột cũng nhiều rồi. Tao đi chiều nay cho ăn gà. Đèn. Đèn. Không, để chuột á cho thằng gì của ông Quang á, thằng nâu á ăn nhiều chút. Mất cái đèn. Đi tới khúc chạy về mất tiêu. Biết vậy hay là đi hang hả? Lẹ sao bén đó ơi. Lặn nữa hả? Coi tim. Coi tim đâu? Lứa hả? Bỏ đi. Chỗ miệng sữa.
chắc nó chạy từ đó vô đó đó, con lớn cái gì rồi con nhỏ gì chắc... Tới đi ơi, dài dài tới cây dừa nào đó, tới cây dừa là mình quay lại đi, tại không thôi là chuột ngọt hết trơn, chuột xinh hết á, nấu canh chua hết ngon à. Nấu canh chua chuột hết ngon à. Làm như sướng mình không có. Cây chuối đòi chặt từ đây đem về nữa. Nãy giờ thằng giác lưới hơi quậu nha, kêu để đằng kia không chịu. Ôi đi vòng đường đó còn xa lắm, chuột sình hết luôn á, tại có chuột chết mớ gì đó. Nó ở bạ không à? Ê chỗ táo kìa. Chỗ táo lên ơi. Liên cắn kìa. Đi đó. Chặn con tiếp. Đi đừng chứng người nữa. Táo cắn là có. Sớ. Dính rồi. Dính đâu Liên? Rồi, bắn hụt rồi. Đi đó, chuột đi cái gì đó. Nó ở đâu đây á? Đi dạch đi mẹ. Có chỗ đi trước. Chỗ đi trước hết rồi. Đi rồi. Ở đâu đây nè? Bữa nào gói bánh lại cắt cóc này cho mẹ gói bánh. Sữa. Đen đuổi đó. Chờ đi. Đen đuổi lại. Cắn đi kìa, đen cắn nữa kìa. Đỡ hả? Thôi đi. Rồi khúc này chắc người ta để thuốc trước rồi. Đi, quay về. Chưa xả. Chưa. Cây xả chưa. Kê anh ta xả kìa. Thôi quay lại đi. Đỡ tự nhiên khanh đạt ngó. Lẽ nào tự tử hả? Ủa. Quang lội đi nó đi hết rồi. Dọ. Quang lội tao. Kêu sữa luôn. Mẹ. Táo dính. Đi con. Trời chuyển mưa quá trời nữa, cái nhà mịt mù hết. Ê, xuống mé. Ồ, quăng nó xuống rồi. Ê, bịp liền. Ây vô gùng luôn. Bịp bịp chợ bá luôn. Chắc bìm bịp quá, bởi vậy thấy gung hết. Bìm bịp không? Ở bìm bịp cái gì? Đi.
nó thấy rồi. Nếu lại lại đây đi, lại đây với hai củ. Có sửa chứ có út kìa. Chục nữa giờ đó. Thấy rồi đó liền, chó thấy rồi đó liền. Đỏ thấy không? Lặn nó liền. Mệt rồi, lặn chà bá luôn rồi. Kẹp hả? Trắng rồi kìa. Ê, lặn rồi liền. Lặn rồi nè, tim lên liền, liền liền. Mình đi, lặn rồi đi, lặn rồi, lặn rồi. Lặn qua đây. Khô gan à. Coi coi xuống dưới đó đó. Coi xuống dưới liền. Ở đây khúc này coi được mà. Thấy chưa? Nó lặn quay đầu vào đây xéo xéo nè. Mất tiêu rồi, lặn hay. Lặn mà mất. Hết rồi, có. Còn bắt bên kia kìa. Còn la, hồi nãy nghe tiếng la kìa. Chuột kìa, ở đằng sau á. Lặn vậy mà mắt trống lỏng vậy, đi đâu kìa. Mấy con lặn hồi nãy là lên bên đó hết. Chắc đào hang rồi. Chờ chuyển mưa cái nha. Lặn đây đằng kia mà nó lặn tim xuống đây mà tìm thấy. Được không hồi nãy? Rồi, chờ tới thu rồi quay. Chờ chuyển mưa quay thấy tối quá. Đâu đó đó. Bị bị bay đi đâu đi vô đó đó. Hang hả? Sao cho chó hửi thử coi. Cái đôi hàng nách cái gì á. Ừ. Trời chuyển mưa tối thui, cái nhà quay nó rất là tối luôn. Bỏ đi. Đi. Ớt cái gì á. Đâu đâu đâu. Cây chuối hả? Rồi rồi rồi. Đâu rồi? Cái chuột lặn luôn hả? Lên đây hả? Ý, ý, đang, đang, đang. Rồi rồi, hàng đây liền ơi. Liền liền.
nhanh lên hang nó ít à, ngay miệng sữa. Ừ, hang nó chút coi chừng phóng dẫn tới đó. Gần tới nó nuôi cắn hết kìa, rồi cắn hụt luôn, chó cắn hụt luôn, ra chỗ đằng dưới liền ơi, cắn hụt rồi. Có nha, có nha, nó lặn nữa đó, ra dưới đó đó, nó phóng ra sữa cắn hụt bự lắm, xuống dưới đó hang nó từ từ xuống nặng bự chà bá luôn. Rồi chuyện mưa tới cái nhà mình mù luôn. Ôi tranh thủ gấp đi, gì mưa tới rồi đó, đi kêu qua bên bển hết đi. Về cái nhà. Dưới bắn rồi đó, dưới cũng bắn rồi đó. Hôm nay cái nhà nhiều. Ra tỏi, ra con. Nè, gắn nè, gắn của con nè. Ừ, đi coi gắn kìa. Đây, còn bên này đây gắn cái nhà. Cũng được nha, về chút con cái nhà. Đi thành quả vừa ớt vừa gắn. Năm sáu bên con. Đây bao ớt cái nhà, cũng được mười mấy con cái nhà, cũng ớt vừa tự bự rồi. Rồi. Chiều cường cũng bye bye cả nhà ở đây ha. Chào cả nhà ơi. Rồi, mình đi làm chuột cái nhà, làm chuột làm gắn. Gắn cũng được khá nhiều.